Wow, cái con giữa trong quần mà nó kêu to dữ vậy. Ôi, cô ơi, không hả? Không, cái điện thoại tôi nó kêu. Con gì trong quần? Ngồi ăn đi. À, em biết cái này nè. Cái này nha là hả, anh ngồi đây, cái người ta đưa lên nha, cái hỏi cái hình anh trong cái này luôn. Ăn đi để tôi nói chuyện điện thoại. Hello. Anh nghe nè anh. Anh đang gặp khách hàng. Anh giao dịch. Ui! Cái gì vậy? Coi nó còn kêu không? Trong quần không còn có gì đâu, lại ngồi ăn đi. À, không có gì em. Con nhỏ con gái con nhỏ bán giấy số nó làm đổ nước vô người anh. Anh đang gặp khách hàng, giao dịch xong là anh về liền. Về để ăn cơm ăn nước gì với em nữa chứ. Hả? Em lo làm công việc quá quên nấu cơm rồi hả? Không, anh biết, quen rồi, không gì hết. Thôi để lát nữa anh ghé mua cái gì rồi về nhà hai vợ chồng mình ăn chung luôn nha. Thiệt tình, thôi vợ lo làm công việc quên luôn chuyện bếp nút, phải chi có người giúp việc rồi lỡ mấy chuyện đó biết mấy trời. Này cô gái, lè ra đứng dậy coi. Bị khùng hả? Bây giờ tôi nhìn cô bằng một cái suy nghĩ khác chứ phải suy nghĩ hồi nãy. Cứ me đá người ta hoài vậy. Ăn đi. Nè cô gái, có muốn ở lại Sài Gòn không? Chồng ơi, uống nước này chồng. Không. Ngôi nhà thơ bé nhỏ của anh khi nào có đồ ăn đây? Chắc sắp có rồi đó chồng. Chồng uống miếng nước đi. Wow, cháu ăn thanh long rồi giờ cháu uống nước trái cây thanh long rồi nữa. Wow, tạo dáng tạo ơ kiểu cọ đồ nghệ thuật quá. Bé nó làm đó. Kể ra bé này cũng hay đó chứ. Ủa, sao anh uống cái ly đó? Cái đó là cái ly em đựng rác mà. Ủa em ơi, ly nước em pha cho chồng chị chưa uống, em bỏ rác vô chi vậy em? Em không biết. Thôi được rồi, anh uống không có nhiều mấy đâu, không có sao. Ôi, lo làm chuyện đi. Dạ. Ủa, chồng ơi, con bé này nó ổn không vậy? Thì em thấy cái gì nó cũng không biết làm hết á. Rồi cái chuyện mà bỏ đồ ăn vô cái mê cô que để hâm lại thôi á, mà em nói 3-4 lần luôn đó. Em phải thông cảm cho nó. Nó trên núi xuống mà, mình cũng phải từ từ chỉ dẫn cho nó thì từ từ nó biết được thôi. Với lại nó cũng giúp đỡ em nhiều công việc nhà mà. Dạ, em lỡ tay. Bữa cơm thịnh soạn quá, bới cơm cho anh. Sao múc cháo lại múc bằng thìa này? Ủa, anh ăn cháo không mình ơi? Em mà anh chị. Bánh xèo hả? Ủa cái này là... Bánh rán hả em? Trứng ốp la. Trứng ốp mà anh muốn la luôn. Súng hành. Canh súng hành. Ê, rồi trận đấu gà này chừng nào kết thúc? Nó dí một hồi cái nó lai con gà luôn hay sao? Cái cổ thụt ra thụt vô vậy chồng. Cái gì mà khói không vậy? vậy trời? Nấu cái gì vậy? Khói quá. Em nấu ăn hay em đốt nhà vậy hả? Dạ, anh chị đợi 5 phút. Nó đen đen là nó sắp chín rồi. Anh chị ra bằng rồi. Bây giờ anh tính sao? Chuyện anh đi anh thì anh giải quyết đi. Em đừng có vô lý như vậy. Em đừng có bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu anh hết. Lỗi này gọi của em nữa. Em đừng có mê làm thơ, làm văn dớ dẫn. Không lo chuyện nhà thì anh có cần gì về cái việc đâu. Anh nói cái gì hả? Anh mới nói gì? Anh mới nói hai từ gì hả? Hai từ vớ vẩn. Anh nghĩ sao nói tôi vớ vẩn vậy hả? Tôi là nhà văn, tôi là nhà thơ. Hai cái từ vớ vẩn nó không thể nào ghép vô một cái nghề nghiệp như là nhà văn, nhà thơ được. Làm văn, làm thơ làm sao vớ vẩn được hả? Làm sao anh có thể nói với tôi như vậy? Làm sao có thể đối xử với vợ mình như vậy hả? Rồi, tôi là người dớ dẫn, văn thơ là tuyệt vời, đó là hay. Tôi là người dớ dẫn. Đúng rồi, anh là người vớ vẩn. Anh vớ vẩn lắm, bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tránh ra! Tránh ra! Đúng rồi, tôi là người dớ dẫn nè. Lúc nào muốn mình thắng hết á. Trên lầu nghe vớ vẩn là gì vậy? À, thì mấy cái chuyện dớ dẫn ở gia đình anh đó mà. Em ngại quá à. Tại vì em mà chị Quyên. Có gì đâu, phải chuyện của em, chuyện gia đình của anh. Ngồi xuống đây nói chuyện coi. À, dạ. Sao? Sao nào cô gái? Ở nhà của anh cũng đã hơn tuần lễ rồi. Bây giờ cũng cận Tết rồi. Có dự định lên núi về quê lại không? Thôi, em không về đâu. Anh biết sao không? Ba em á là trưởng làng. Ba em khó tính lắm. Trời ơi, khó khăn lắm ha. Em mới lên được thành phố. Mấy khi được ăn Tết ở đây, em không về đâu. Không về đâu. Bây giờ mới biết đó ta. Ba của em là trưởng làng. Vậy tính ra là em cũng giống như là thuộc dạng tiểu thư đài cát rồi hả? Thôi, thôi, anh nói gì vậy? Em có số má xíu thôi. Sao không chịu về quê làm tiểu thư? Lên đây làm ô xin. Ủa? Ô xin là gì anh? À, ô xin là tên của một nhân vật trong bộ phim truyền hình chiếu ở đây lâu lắm rồi, mà người ta quen gọi là ô xin là người giúp việc á. À, mà nói chứ em cũng ngại quá à. Từ khi mà em về đây nè làm giúp việc á, hình như anh với chị cứ cãi nhau hoài. Có gì đâu, cãi nhau xíu rồi hết thôi à. Với lại kệ cổ đi. Cổ suốt ngày là muốn thắng bằng thắng như vậy mình không à. Tại sao lúc nào cổ cũng khư khư bảo vệ cái nghề nghiệp của cổ. Lúc nào cũng nghĩ hả, cái nghề làm thơ, làm văn của mình là tuyệt vời lắm. Khi đó cái nghề nghiệp của anh, cái nghề của anh công an, cổ lại không cho đi làm. Cấm. À, hèn chi lúc nào anh cũng kêu em giấu là không có được nói cho chị biết anh làm ngành công an. Cho tới bây giờ vẫn còn giấu chứ. Thôi, em kín miệng lắm á. Im lặng không cho giấu. Nhưng mà em thắc mắc nè, em thấy á, cái ngành công an cũng tốt mà. Làm sao tự nhiên chị không thích vậy? Thì ai biết đâu, cô không thích thôi. Em thích nghề công an đúng không? Ủa mà em ở trên núi nào vậy? Để anh dắt vợ anh lên trên núi đó học một khóa. Để cho biết trân trọng, quý trọng cái nghề của anh chứ. Và anh quyết định luôn rồi. Anh nói không được nói nha. Cái nghề của anh sẽ giấu, anh sẽ giấu mãi mãi. Anh sẽ giấu đến lúc mà cổ sẽ không bao giờ biết được. Anh sẽ giấu đến lúc mà... Lúc nào? Lúc... Mời em bước qua đây cho vợ chồng chị gây nhau một chút. Tại sao vậy hả chồng? Vậy là bao lâu nay chồng giấu em. Chồng nói là chồng đi làm công ty, không phải là công an. Chồng đã không làm công an nữa rồi mà tại sao bây giờ lại lòi ra làm công an? Công ty với công an khác nhau mà tại sao công ty mà bây giờ lại là công an hả? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào hả chồng? Anh đừng có quá đáng với em nha. Chưa hết đâu, chồng xúc phạm đến nghề nghiệp của em. Chồng nói em là nhà văn, nhà thơ, là dớ dẫn. Cái đó là xúc phạm lòng tự trọng của em. Tại sao vậy? Anh đã khinh thường cái nghề của em rồi. Bây giờ anh còn lừa dối em nữa. Em giận anh. Em giận anh. Em không nói chuyện với anh. Em không sống chung với anh nữa. Wow. Tính ra là em giấu dữ lắm á. Mà sao chị vẫn giận vậy? Kệ cổ đi. muốn nghỉ sao nghỉ. Có cái này vui lắm nè. Ủa? Sao? Chị thấy uống vậy vui không? Rồi nếu vậy mới gọi là dân chơi. Không giận anh không giận ai à. Uống ba cái này nhầm nhò cái gì nè, nhắm nhậu tiếp không? Em đừng nói thêm nhiều lời. Anh á, anh thua đi, thua đi. Thua đi, chịu thua đi. Thua cái này không chơi được nè. Thua cái cù lôi. Không xin lỗi em muốn hơi bị giận. Giờ vậy anh yếu qua đây, dạt qua đây. Con nhỏ này nó sung lắm. Em không yếu. Em vậy cái gì? Uống lượng nghèo. Dám chơi đây đó thôi à. Con nhỏ này nó bại trận rồi, cho nó đi ra. Bây giờ còn hai người chơi đây rồi nè. Ủa sao tôi thấy chưa? Thua chứ? Em thua chưa? Em thua. Anh thua. Sao lúc nào anh cũng là người thua? Bữa nay em thử một bữa thua anh coi. Tại vì anh là chồng. Chồng là phải biết nhường vợ, vợ không bao giờ thua, không bao giờ. Em tưởng chồng là phải nhường vợ. Nè, không có xịn nha, không có xịn nha, rồi rớt bạc. Không sao, làm cái nơ luôn. À, nhỏ Tiên ơi, nhờ quan chế chủ ồ. Chứ tao còn sống với chế chủ. Con bé nó nói đúng đó, nhà quan chế chủ ồ. Vậy thôi bây giờ em thua đi. Thua. Ok, anh thua, anh là người thua. Nhưng mà không được, em không chấp nhận. Vì em muốn hai đứa mình quê. Vợ chồng là phải quê, không có thua. Là hai đứa mình hòa. Đúng rồi. Hai đứa mình hòa, hai đứa mình hòa thuận với nhau. Đúng, phải thuận nhau. Hòa nhau thì ôm nhau một cái nào. Một cái nào. Đâu rồi chồng ơi, chồng ôm con này. Cột đây, bờ vai vẫn chắc quẹt. Em đây, em đây. Hai vợ chồng mình không phải quê nhau. Quê nhau rồi. Chỉ có con nhỏ này là thua thôi. Nó xỉn queo rồi. Nhưng mà nhìn nó, nhiều lúc em thấy dễ thương vô cùng. Rồi. Đáng yêu quá. Đáng yêu, tiểu thơm móc mơ.